Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Phải nói là rất là vui, rất là phấn khởi khi mà ngày hôm qua tôi ra clip thì được cái sự đón nhận từ phía các anh em. Anh em xem, anh em thích, rồi anh em comment vào là anh em thấy hay. Tôi đã đón nhận được những cái phản hồi tích cực từ phía anh em. Anh em ơi, anh em có biết không? Cái niềm vui sướng nhất ý, của một cái người sáng tạo nội dung như tôi, đấy chính là được cái sự đón nhận từ phía anh em. Đấy, cái sản phẩm của mình làm ra được mọi người công nhận và được mọi người yêu mến, đấy là một cái niềm vui nhất của một cái người sáng tạo nội dung. Và đấy, cái khoảng thời gian vừa qua tôi luôn có cái cảm nhận được cái sự đón nhận của anh em, cái sự yêu mến của anh em dành cho tôi. Chính vì thế là nói chung ấy, là cái tầm này thì tôi nói thật với anh em là cái công việc làm YouTube nó cũng là một trong những cái đam mê và yêu thích của tôi. Đấy, ngày nào mà không ra được clip ý, thì cảm thấy rất là tiếc nuối, cảm thấy rất là day dứt vì đã không có được một cái clip nào, không có một cái sản phẩm nào để có thể trong ngày hôm đấy phục vụ được anh em. Đấy, còn tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em để ý những cái comment ở cái video trước ý, anh em cũng thấy là có rất nhiều anh em là đấy, xem video clip tôi trong lúc ăn, xem video clip tôi trong lúc ngủ, và cảm thấy như là cái việc mà xem video clip này ý, nó đưa miệng nó ăn cơm nó rất là ngon hay là nó rất là dễ ngủ. Đấy, thì rõ ràng là đây nó là một cái sản phẩm mà nó có thể là thay thế được thuốc chữa bệnh có lẽ là như thế. Chính vì thế là tôi nghĩ là thì dù sao thì hôm nay nếu mà mình không ra clip thì nó cũng có một chút gì đấy nó hơi day dứt. Thế là hôm nay tôi, mặc dù là tôi mệt lắm ấy, nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng ra clip nha anh em nha. Và hôm nay nó vẫn là một cái clip mà tôi dành ra để tôi làm theo yêu cầu. Đấy, hôm nay là một cái clip làm theo yêu cầu. Và chắc là tôi nghĩ là hôm nay là cái ngày cuối cùng tôi làm theo yêu cầu rồi. Bởi vì ngày mai ấy, thì nó sẽ có update và tôi sẽ làm cái đánh giá meta nha anh em nhá. Thì anh em nào mà hôm nay mà được chọn để có thể là ra clip ngày hôm nay, làm theo yêu cầu của anh em nào ngày hôm nay, thì anh em đấy phải nói là rất là may mắn đấy. Người cuối cùng trong cái tuần này được thực hiện nha anh em nhá. Rồi, mua con gấu đã. Câu tí anh em ạ. Rồi, kẹp vào là hai Witcher vào. Ok, đồ nào chốt được cái búa set. Ở đây có cái búa set này. Tôi cứ lấy cái búa set tôi đánh chuỗi thắng đầu game đã nhá. Không cần biết chơi gì, cứ có búa set với Blink là tôi lấy đầu tiên thôi nhá. Đấy, không cần biết chơi gì luôn. Chỉ cần biết là ở đây là có búa xét là tí nữa là đánh chuỗi thắng được rồi. Đấy, bài như nào thì có búa xét thì nó cũng uy tín luôn. Ơi nhưng mà rau này có ăn được không? Ăn được không nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi, chấp 4 con luôn, có búa xét mà. Búa xét 2 Witcher ở đây sợ gì đâu. Được không? Cái búa xét nó giật xét đam rất to. Ấy. Hay quá. Rồi. Tạm thời mua con tinh cờ đã nha anh em nhá. Heaven Bomber. Rất có thể là sẽ chơi mết. Ui, ra gấu này. Nhưng mà trận hôm nay chắc là không chơi gấu đâu. Con này chắc là bán sớm thôi anh em ạ. Gấu Assassin chắc bán sớm thôi. Kể cả là ra gấu Assassin thì tôi cũng bán nha anh em nhá. Đấy, con này nó bỏ vào nó chỉ để coi như là câu tiền thôi. Sẽ bán sớm. Rồi hôm nay tôi sẽ chọn ra một cái yêu cầu của anh em và tôi sẽ làm. Và trước khi đến với cái yêu cầu ngày hôm nay thì tôi như thường lệ xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Xin được cảm ơn anh em Vũ Đức Long và anh em Nguyễn Trung Kiên. Hai anh em hôm qua xem clip của tôi thì có donate động viên. Và nói là clip rất hay. Đấy, và động viên tinh thần của tôi. Chúc tôi có nhiều sức khỏe để có thể ra được những cái clip hay ho phục vụ anh em hơn nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Tuấn Minh đã trở thành hội viên mới trên kênh. Cái tên Phạm Tuấn Minh này thì tôi làm cho tôi nhớ đến một anh em mà ngày trước là ở trong A Clan. Đấy, mà cũng xem kênh tôi ngày trước là cũng là fan trên kênh. Đấy, nhưng mà không biết là có phải là anh em đó không. Đấy, thì nếu mà anh em Phạm Tuấn Minh mà đang xem cái clip này thì anh em có thể comment cho tôi nhá, xem là có phải là ngày trước là anh em ở A-Clan không. Cảm ơn anh em đã đăng ký gói hội viên để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tôi cũng xin được cảm ơn các anh em LOL Play Korea, anh em Phúc Hoàng, anh em Sò Phương, anh em Vũ Hồ, anh em Hiếu Thiếu Muối, anh em Duy Khánh Lê, anh em Thanh Trần, anh em Phan Thế Anh, anh em Trần Hoàng Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này chúng ta sẽ đến với yêu cầu của anh em Tuấn Nguyễn.
Anh em Tuấn Nguyễn nó comment, anh có thể làm về bộ Fallen Witcher với Glacier không anh? Em kết bộ đó mà đánh hoài vẫn không liệm ra được chân ái. Ok em nhá. Yêu cầu này thực ra từ 2 tuần trước rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới làm. Cái lý do là vì là cái yêu cầu này nó, tôi có hỏi lại anh em Tuấn Nguyễn, thì anh em Tuấn Nguyễn có nói là yêu cầu là muốn tôi chơi bộ là 6 Glacier cơ. 6 Glacier kết hợp với 4 Witcher. Đây. Rồi, ra ở đây là hai con Fallen Witcher rồi. Thôi nhá anh em nhá, giải tán cái bọn gấu này thôi. Gấu không chơi mà. Hôm nay chúng ta làm theo yêu cầu nên là không chơi gấu. Thôi gấu tầm này không phải câu nữa, bán đi thôi anh em ạ. Chúng ta ra được hai con gấu là ngon rồi. Anh em nhá. Đấy. Rồi, thôi bán đi. Cho human vào kiếm sách luôn. Ok chưa? Hơi mỏng nhỉ. Trông vẻ khá mỏng ở đây. Cảm giác như là hàng tăng nó hơi yếu. Thử xem phát. Thử ván xem sao đã. Đấy, trận này cũng có thằng nó chơi gấu này. Nó câu gấu này. Nhưng mà thôi, chúng ta không cần phải câu gấu. Trận này không phải để test nhân phẩm anh em nhá. Vớ vẩn ra ngoài thua này. Ôi dồi ôi, cái con gấu mày còn một giọt máu lại lướt tới phát lửa. Thôi xong rồi. Chán thế nhở. Đấm được con gấu chết là quả đấy có sách rồi đấy. Rồi, nhưng mà yếu quá, vẫn chưa được, phải lên 2 sao cơ. Thôi, up cấp cho thêm 3 mét vào xem nào. Như này được không? Thêm con này vào đi. Được không? Ok chưa? Đấy, vừa lấy là nếu mà cho kẹp heo clay thì nó sẽ bị mất cái bộ demon anh em ạ. Nên là cái con Fallen Witcher nó sẽ yếu hơn. Bây giờ cái điều tôi cần là con Fallen Witcher lên 2 sao. Mà nếu mà nó không lên được 2 sao ấy thì có lẽ là tôi sẽ bán. Nhá anh em nhá, tôi sẽ bán đi. Mặc dù là yêu cầu của anh em Tuấn Nguyễn ấy, nó là thế nào, nó là chơi Fallen Witcher. Đấy, Fallen Witcher rồi kết hợp với bộ 4 Witcher đúng không, và 6 Glacier. Nhưng mà tôi nói thật với anh em, đây bây giờ tôi mới giải thích tại sao mà cái clip mà làm theo yêu cầu của anh em nó lại bây giờ nó mới có thể làm. Mà thậm chí là tôi còn chưa chắc tôi đã ưu tiên đâu. Hôm nay trở qua là vì là thế này, hôm nay là anh em Tuấn Nguyễn có comment đấy thì tôi mới đây là ưu tiên đấy, đây là có sự ưu ái nhất định dành cho anh em Tuấn Nguyễn, bởi vì anh em Tuấn Nguyễn là đăng ký hội viên đấy. Còn bình thường là với những cái yêu cầu kiểu dạng như này ấy, thì nó sẽ phải rất lâu tôi mới làm, bởi vì nó quá khó, quá khó ở top 1 anh em ạ, đội hình quá khó ở top 1 đấy. Tôi cũng chia sẻ rõ cái quan điểm của tôi khi mà tôi thực hiện những clip theo yêu cầu ấy, là trước tiên là tôi phải làm được đã nhá anh em nhá. Nó có hay ho đến bao nhiêu, nó có độc dị lạ đến bao nhiêu. À, ý tưởng có hay ho được bao nhiêu mà tôi không làm được ấy thì tôi cũng sẽ rất ít khi là tôi làm đấy. Đấy, bởi vì là thế này này, cái bộ này tại sao mà nó lại khó. Nếu mà ở level 10 ấy, tức là max rồi nhá, level 10 là nó sẽ có là 6 Glacier kết hợp với 4 Witcher. Nhưng mà cái đội hình đấy thì thực sự là nó yếu anh em ạ, nó không thể được top 1. Bởi vì nó không kẹp được vào cái con chúa quỷ. Cái bộ Witcher ấy là nó phải có chúa quỷ thì nó mới chơi được, nó mới có thể đánh được late game. Đấy thì cái bộ này anh em yêu cầu thì nó lại không nhét được con chúa quỷ vào. Mà nếu mà muốn nhét chúa quỷ vào thì bắt buộc là phải lên 11. Đấy, mà nếu mà chơi 11 là lại phải chuyển bài từ human sang thì mới chơi được. Đấy chính là cái khó ở trong cái bộ này. Mà chuyển cái kiểu như thế thì co nó sẽ không phải là Fallen được. Bởi vì đây là nó chơi theo cái dạng là up cấp anh em hiểu không? Tức là nó đang chơi theo cái lối chơi là sai cái lối chơi của cái bộ Witcher. Cái bộ Witcher là cái bộ mà sẽ roll ở level 8 để ra được con co 3 sao cơ. Mà nếu mà chúng ta chơi đẩy cấp ấy thì không bao giờ là chúng ta roll được con co 3 sao cả. Nhá. Nếu mà xác định đẩy lên 10 sớm ấy, để đẩy lên 11, 12 ấy thì là sẽ không chơi được co 3 sao. Nói luôn. Tiền đâu mà chơi. Đấy, tiền đâu mà roll. Tiền là để up cấp rồi. Đấy, mà nếu mà lên cấp cao ấy thì lại không thể làm mà roll ra được cái con đó. Lên cấp càng cao, level 10 thì chắc chắn là tỷ lệ ra cái con 3 đô này nó chỉ còn có là 15% thôi. Đấy, 15% rất ít, rất thấp. Là chúng ta sẽ không thể roll ra được cái con này nó lên 3 sao đâu. Rất khó anh em ạ. Đấy, thế nên là do cái yêu cầu của anh em nó quá khó mà cái clip thực hiện yêu cầu nó sẽ khó mà có thể thực hiện được. Còn nếu mà tinh tế tôi hướng dẫn anh em luôn này, cách để có thể là yêu cầu mà anh em dễ được lên này. Nếu mà tinh tế vẫn là cái bộ này nhá, vẫn là cái bộ Witcher kết hợp với Glacier, nhưng anh em chỉ cần yêu cầu 4 Glacier thôi
Đấy, 4 Glacier kết hợp với cả 4 Witcher thì cái câu chuyện nó lại khác. Đấy, 4 Glacier kết hợp với 4 Witcher level 8, level 9 là kẹp được chú quỷ. Ok chưa? Level 10 kẹp thêm cái gì? Warlock. Đấy, còn đối với cả cái bộ của anh em Nguyễn Tuấn thì đây này anh em này, tôi sẽ buộc tôi phải bán đi con Fallen Witcher thôi. Bởi vì nó sẽ phải xây dựng kiểu khác anh em ạ, xây dựng làm nào để lên được 11 cơ. Thậm chí là bây giờ không thể mua Fallen Witcher bởi vì không có slot để nhét vào. Anh em thấy nó khó không? Tức là chúng ta chơi Witcher mà chúng ta lại không thể xây dựng cái bộ Witcher từ đầu, mà chúng ta lại phải thông qua một cái bộ khác. Đó chính là cái khó. Khó lắm anh em ạ. Khó ở trong cái bộ này. Còn đối với cái bộ mà 4 Witcher kết hợp với 4 Glacier ấy, mà tôi có chia sẻ vừa nãy, thì nó xây dựng nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, 4 Glacier kết hợp với 4 Witcher level 8, level 9 là kẹp được chú quỷ. Ok chưa? Level 10 kẹp thêm cái gì? Warlock. Quá đơn giản. Đấy, chúng ta kẹp được thêm, hoặc là lên level 10 kẹp chú quỷ cũng rất ok. Ấy, đây này, Fallen Witcher thực ra lên 2 sao đấy. Nhưng mà nếu mà chơi cái đội hình này thì không chơi được. Đấy, tôi lại không mua. Vì có mua thì cũng không có slot nhét vào anh em ạ. Chỉ có chơi kiểu 4 Glacier thì chúng ta mua sớm, lên 8 là roll ở level 8 là ok. 4 Witcher, 4 Glacier ở level 8. Đấy. Nó khác nhau giữa hai cách xây dựng đội hình. Điều đấy nó thể hiện cái sự tinh tế, đúng không? Đấy, trong cái việc yêu cầu ấy, trong cái việc yêu cầu, nếu mà anh em lắm được cái sức mạnh để có thể là anh em yêu cầu, thì cái sức mạnh đội hình, anh em yêu cầu được cái đội hình càng mạnh thì càng dễ chơi. Còn cái đội hình này thực sự rất khó chơi. Đây tôi nhìn trên bàn cờ tôi đã thấy rồi. Thứ nhất là có rất nhiều người chơi Clay, thứ hai là ở trong trận đấu này có rất nhiều người xanh. Rất nhiều người lên được cái con co 2 sao. Đã có Assassin ở co 2 sao rồi. Đấy, có những cái người chơi mà bây giờ có rất nhiều 2 sao rồi. Thì nó lại càng phải khó chơi. Mà cái bộ này lại phải xả tiền sớm anh em ạ. Già. Lại ra già. Ra già nhưng mà không lên được 2 thì cũng toang. Đây này, đây nó chính là cái khó ở trong cái trận đấu này. Khi mà phải xây dựng theo cái lối chơi xây dựng cái form bài này. Đấy. Đây là tôi đang cân nhắc xem có lên roll không. Roll mẹ đi. Tôi nghĩ là lên roll. Tầm này chưa đủ mạnh. Chưa đủ mạnh để chơi cái bộ này anh em ạ. Bộ này là cần phải thắng cơ. Thắng để lấy sách. Roll nhá. Cái nữa. Cái nữa. Ôi. Cái cuối. Ui giời ơi. Đấy, nó là cái dấu hiệu của cái sự xuống hố. Ui rồi, anh em ơi, tôi roll hết tiền rồi, đéo ra là con nào lên 2 sao. Ra được mỗi con flame không ăn thua. Chán thật sự luôn đấy. Chán thật sự anh em ạ. Có toàn cặp ở đây rồi mà không ăn thua. Ui ơi, có anh em nhận ra tôi kìa. Có anh em nhận ra tôi kìa. Anh em hồ à. Ui, đây rồi, anh em may mắn quá. Đây rồi anh em ơi, được rồi. Sao Ray rank thấp vậy á? Sao lại rank thấp anh em? Tôi vẫn đang chơi rank Queen mà. Queen chơi King 1 nó là bình thường. Anh em rank King 1 thì ghép với Queen nó là quá là bình thường anh em ạ. Thậm chí là có các anh em mà rank 9 vẫn có thể ghép được với Queen mà. Như tôi Queen 1500 điểm nhưng mà trong trận đấu ấy thì nó cũng chỉ gặp được khoảng 1-2 ông Queen thôi anh em ạ. Chứ không phải là ở trong một cái trận đấu với những cái người mà ví dụ như là top 1 server thì nó cũng thế thôi. Chứ không phải là trong trận đấu là chúng ta gặp là toàn bộ là Queen đâu. Đấy, chúng tôi là ở trên rank Queen nhưng mà nó làm gì có nhiều Queen đến thế đâu mà ghép trận. Đấy, nên là thực ra là trong mỗi trận đấu ấy nó chỉ có khoảng 1-2 ông Queen thôi. Cùng lắm là 3 ông Queen thôi. Đấy, còn nếu mà ông Queen ông party với nhau thì nó sẽ đông hơn. Còn đa phần là nó sẽ là một vài ông Queen và ghép thêm là King với cả Rook thôi. Nhá anh em nhá. Chứ còn không phải là trận đấu mà nó toàn là Queen thôi anh em ạ. 8 ông Queen ý thì nó không bao giờ có nha anh em nhá. Làm gì có nhiều Queen để mà ghép được như thế đâu. Trong cái con game này ý, thì chỉ có 1% số lượng người chơi nó là danh Queen thôi anh em nhá. Đấy 1% thôi. Còn lại là 99% còn lại ý, nó là ở những cái mức rank thấp hơn. Đấy nên là những cái người chơi, thậm chí là những cái người chơi Queen ấy, người ta lên được Queen là người ta nghỉ chơi luôn. Người ta không chơi nữa. Thế nên là rất ít trận đấu mà có thể là gặp được 8 ông Queen chơi với nhau. Trừ khi là lập phòng người chơi cốt tầm thôi anh em ạ. Thì chơi được. Nhưng mà chơi như thế thì nó khắc nghiệt vãi đái luôn. Chắc chắn là sẽ không có clip top 1 để ra cho anh em đâu nhá. Đấy mà kể cho anh em biết là hôm trước có cái thằng Anti.
anti tôi nó vào, nó bắt nó comment, nó bắt tôi là phải chơi một cái clip mà chơi với cả 8 thằng queen. Đấy, được top 1 trong cái đội hình thì nó mới công nhận. À, nó bảo top 3. Đấy, nhưng mà trong cái clip đấy là tôi nhớ là clip 6 Glacier súng phải. Thì trong cái clip đấy rõ ràng tôi có nói là tôi ở trong cái trận đầu đấy là cái đội hình đó là cái đội hình neo rank không? Tôi không hề nói nhá. Mà đây là tôi đang thực hiện theo yêu cầu. Tôi đang làm content theo yêu cầu và nó là cái thử thách cho một cái đội hình khó và được top cao. Và tôi cũng chả có nói là tôi đánh với cả 8 thằng queen. Tôi nói thật, cho nó cầm cái đội hình meta, đang là meta nhá, Goblin. Đấy, cho nó đánh ở tại cái mức rank của nó, xem nó có trận nào mà nó không bị top 8 không nhá. Cho đánh tại mức rank của nó luôn nhá, không cần phải là mức rank queen, không cần phải là 8 thằng ở trong game đấu là queen nhá, không cần phải là có một thằng queen ở trong trận đấu và còn lại là king, không cần. Chỉ cần nó đánh ở mức rank của nó là mức rank đúc, chơi ở mức rank đúc nhá, nó là mức rank bishop, cho chơi ở mức rank bishop. Có chắc chắn là nếu mà cầm một cái đội hình neo rank ngon, nó là meta ngon mà nó không bị top 8 không? Có chắc không? Chắc chắn là không. Kể cả bản thân tôi, thực ra nếu mà tôi chơi ấy, thì tôi phải nói thật với anh em là nếu mà anh em check cái arc của tôi đang là ở tao là tôi nhớ là đang ở top 50 của Việt Nam. Cái arc của tôi là anh em nhìn thấy trận đấu nó rơi vào tầm khoảng hơn 200 trận đấu và cái tỷ lệ thắng của tôi ấy nó là 35% nhá. Còn cái top trung bình của tôi là 2.9, có nghĩa là đánh là toàn top 3 trở lên đấy. Nhưng mà không thể nào mà có thể là chắc chắn là ở top 1 được. Cái top 1 nó là một cái gì đấy, nó rất khó khi mà chơi ở cùng rank, đồng rank anh em nhá. Phải thẳng thắn là chia sẻ là như thế luôn. Nếu mà đồng rank thì anh em cứ nghĩ là nếu mà đồng rank, tức là tôi bây giờ đang là rank queen 1.500 điểm. Nếu mà chơi theo cái kiểu là 8 ông mà cùng tầm là tầm 1.500 điểm ấy, thì anh em biết là nó khắc nghiệt đến cỡ như thế nào. Anh em ạ, nó khắc nghiệt kinh khủng luôn. Và cái tầm đấy nó là anh em biết là nó chắc là nó phải rơi vào tầm 0.1% số người trong game là có là cái trình độ như thế. Tức là nó rất ít. Đấy, thế mà nó đòi tôi là phải có một trận đấu như thế nó mới công nhận cô. Đúng là tôi nói thật với anh em là chỉ có những cái thằng ngu mới comment thế thôi. Tôi chỉ thẳng mặt luôn, không nói nhiều. Đấy, mà nhân tiện đây thì cũng xin nhắn gửi đến mấy cái thằng hater nhá. Xem thì xem mà không xem thì cút. Không nói nhiều anh em nhá. Đấy, tôi chia sẻ từ rất nhiều những cái clip rồi. Kênh này để phục vụ những cái người mà yêu quý tôi. Còn tôi không bao giờ tôi chiều hết tất cả mọi người. Đấy, anti thì nó cũng sẽ có là bằng những cái người yêu quý tôi thôi. Đấy, kênh càng phổ biến, càng nhiều người yêu quý thì cũng sẽ có nhiều người ghét. Nhưng mà tôi chấp nhận mà. Cuộc sống mà, có người yêu thì cũng sẽ có người ghét thôi. Nó là cuộc sống rồi. Nó không phải chỉ có ở trong cái kênh này hay là có ở trên cái mạng xã hội đâu, mà thực ra ở ngoài đời ấy, nó cũng thế thôi. Luôn sẽ có những cái thằng mà nó kìm hãm cái sự phát triển của chúng ta. À, chúng ta nếu mà chúng ta bất tâm về những cái thằng đấy thì chúng ta sẽ chả làm được cái việc gì. Đấy, tôi nói luôn nhá. Thế nên là thôi, những cái thành phần như thế thì lách luôn cho nhanh nhá. Ui ôi, tôi nói thật với anh em. Đấy, nhiều khi là chỉ mấy cái thằng anti thôi. Nó vào xong rồi nó khạnh khỏe, nó bới móc ra rồi nó đủ mọi thứ để nó chỉ trích mình, làm cho coi như là cái tinh thần làm clip của mình nó coi như là bay biến. Đấy, tôi nói thật với anh em là những cái thằng đấy là bình thường tôi rất là hiền, tôi rất là tử tế, nhưng mà riêng mấy cái thằng mà bố láo với tôi ấy, thì tôi lại rất là đánh đá nhá anh em nhá. Tính tôi là thế. Đấy, thẳng lắm. Những cái thằng đấy là thôi nhá, cút luôn, cho cút luôn. Rồi, và tôi cũng xin lỗi các anh em. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi có một vài cái chia sẻ sẽ khiến cho cái trải nghiệm của anh em trong cái video clip này nó bị ảnh hưởng. Đấy, em thấy không? Đấy, riêng mấy cái tầng đấy nó làm ảnh hưởng đến cả tôi. Không những tôi mà còn anh em nữa. Đấy, rất đáng để cho cút. Hợp lý đúng không anh em? Rồi, thôi nhá, không nói chuyện đấy nữa. Chúng ta tiếp tục vào trò chơi này. Đấy, bây giờ gặp thằng này xanh quá. Đấy, lại Goblin xanh, lại cắt chuỗi. Bây giờ nó meta Goblin mà anh em. Đấy, mấy thằng Goblin nó to vãi đái luôn. Rồi, rồi, chơi tiếp rồi. Đấy, bây giờ tôi lại quay trở lại. Vừa nãy là nhắc đến cái thằng anti và hater, tôi tự nhiên là cảm xúc của tôi nó dâng trào. Đấy, nó khiến cho tự nhiên những cái ấm mức, những cái bộc bạch của tôi, nó bình thường thì tôi ghìm giữ ở trong tim, nhưng bây giờ tôi tự nhiên tôi nói đến thì tôi lại bộc phát ra. Tôi lại chia sẻ với anh em. Tôi mất quá nhiều cái thời gian để tôi nói đến cái thằng hater. Đấy, tôi nói đến cái thằng anti mà tôi lại quên mất cái nhiệm vụ chính của tôi. Tôi đang có một cái nội dung chính mà tôi đang nói chuyện chia sẻ với anh em, tôi lại quên mất, tôi không nói tiếp. Mà tôi lại đi nói quá nhiều cái thằng kia, anh em thấy không? Rõ ràng
những cái thành phần như thế là những cái thành phần nó gọi là phá hoại, không được, không chấp nhận được anh em nhá. Thì đấy, thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu quay trở lại cái việc là đang chia sẻ về cái vấn đề về cái xây dựng đội hình và cái cách để anh em có thể yêu cầu tôi ra clip làm theo yêu cầu của anh em. Đấy, thì cái đội hình mà càng mạnh, càng dễ chơi thì tôi sẽ càng dễ để có thể làm theo yêu cầu anh em nhá. Ui đây rồi, cuối cùng thì cũng ra được con Dragon Claw anh em ạ. Đây rồi. Ok. Đấy, lên 9 bây giờ là form được đủ bộ là 6 Claw kết hợp với cả 6 Human đây, ở level 9 đây, kẹp với 3 mét. Đây nó sẽ là cái đội hình chuẩn ở round 21. Đấy, thực ra là bây giờ là bị chậm đấy, bởi vì làm sao vừa lấy tôi mất tiền tôi roll anh em ạ. Đấy, nó không tự ra mà tôi phải bỏ tiền ra tôi roll để tôi form đội hình. Thì cuối cùng thì bây giờ nó cũng đã được rồi. Tuy nhiên là nếu mà bình thường ấy, nếu mà chơi mà nó bài nó ra ấy, thì round 21 này là lên 10 ở đây anh em ạ. Đấy, nhưng bây giờ tôi mới chỉ lên 9 thôi. Thực ra là cái đội hình này nó vẫn chưa mạnh ở giai đoạn này đâu. Chúng ta sẽ còn phải dừng lại cái level này, chúng ta roll một vài cái đã anh em nhé. Tôi nghĩ là phải còn đưa con già lên 2 thì mới bắt đầu ok được. Hoặc là ít nhất, chỉ ít là cũng phải thêm được hai con nữa hay sao. Rồi, có sách này ngon rồi. Roll anh em ạ. Roll nhá. Để rồi. Rồi, tạm thời thì đã. Từ tốn thôi. Từ tốn thôi anh em ạ. Chúng ta có thể lên 10 ở round sau. Round sau lên được 10. Cái mốc lên 10 ở trong cái đội hình này nó là round 27 hoặc là round 23. Đấy, sang round 23 lên 10 luôn anh em nhé. Chỉ có 2 level lên được 10 thôi. Thọt quá thì chắc là không chơi 11 con nữa mà chơi 10 con nếu mà bị thọt quá. Mà trận này thì tôi máu tôi cũng vẫn ok, vẫn giữ được máu tốt. Được rồi, ok. Đấy, đủ sách một cái là lên 10 là lên 11 luôn. Đấy, round này lên 10 luôn anh em nhá. Round 23 rồi. Khi mà chúng ta lên 10 ở round 23 chúng ta sẽ tiết kiệm được một quyển sách. Không cần thiết là nó phải đủ 12 quyển, nó chỉ cần 11 quyển thôi. Đấy, hoặc là có thể ra 27. Đây là cái kinh nghiệm của những cái người chơi hệ Human. Trong này có tôi thì tôi cũng hay chơi bộ này. Nhưng mà tôi chơi là tôi chơi luôn, chứ tôi không có chơi chuyển sang Witcher đâu. Cái bộ Witcher mà kết hợp với 6 Glacier của anh em Tuấn Nguyễn ấy, nó cần là phải chuyển sang Witcher. Và nó cần là phải level 11. Đấy, thậm chí là level 12, bởi vì level 11 nó sẽ không kẹp được Warlock. Muốn chơi được mà ngon nghẻ, nếu mà chơi mà lại còn đánh nhau với cả Warrior ấy, nhiều khi là phải lên 12. Đấy. Còn chơi ngon thì chơi Witcher Ecosys thôi, thì nó trừ giáp Warrior đi thì không bị phản đam. Và chơi Glacier thì rất sợ Warrior nhá. Rất sợ Warrior luôn, đánh nhanh vào nhưng mà phản thì nhiều. Phản nhiều mà không có hồi máu. Đấy là chơi ở level 11 đấy nhá. Tức là cực khó đấy, level 10 thì chịu rồi. Level 10 không kẹp được chú quỷ thì chắc chắn là toang. Bộ đấy rất yếu. Round này gặp cái thằng gấu. Chết rồi, không có chuỗi. Không, mất chuỗi rồi, mất chuỗi, mất cả sắc luôn ở round này luôn. Chưa lên được 11. Tức là phải lên 11 ở round quái. Round quái round 25 sẽ lên được 11. Đen lắm thì lên 11 ở round quái đó. Round này tôi nghĩ là nếu mà gặp thằng yếu yếu ở dưới thì vẫn có thể ăn được. Thằng Sunset kìa, thằng Sunset gặp thì là có thể ăn được. Đấy, gặp thậm chí là gặp Assassin vẫn có thể ăn được. Assassin đang roll ở level 7 trên Assassin. Chắc chắn là đây là một anh em là fan Game Today rồi. Cái cách chơi nó rất giống cách chơi của tôi. Ok. Thằng này cũng xanh này. Ăn được, thằng này ăn được, thằng này ăn được. Tôi tách đội hình ra rồi. Tách đội hình ra rồi. Ồ. Chú nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Hay quá. Rồi, lên được 11 anh em ơi. Trận này nếu mà muốn bắc bình ý, tối thượng của cái bộ Witcher tôi nghĩ lên 12 luôn anh em nhá. Lên 12 luôn. Mặc dù đây là cái cách chơi đẩy cấp và chúng ta sẽ không có con co 3 sao. Đấy, chúng ta chỉ chơi được bằng 5 đô 2 sao thôi. Co là sẽ là chúa quỷ hoặc là co là sẽ là Skelet Lancer. Dồn đồ cho hai con đấy thôi.
một trong hai con nó sẽ làm co. Còn những cái con như là cái con Fallen Witcher hay là Taboo Witcher hay là con ảo ảnh ấy thì nó chỉ là kiếm để kích hệ thôi anh em ạ, kiếm kích hệ thôi. Nên là tôi nghĩ là đấy, thì chúng ta sẽ chuyển ở giai đoạn game. Cứ form cái bộ bài mạnh đã. Tạm thời thì con nó sẽ là Live Blade Line. Sau đó một thời gian nữa thì tôi có con Dragon Clay 2 sao. Thì cái con co nó sẽ là con Dragon Clay 2 sao. Tôi đã ghép cái Blink cho con Dragon Clay rồi. Đấy, bây giờ tạm thời đưa cho con già thôi. Đó, một cái đội hình mà xây dựng rất khó đúng không anh em? Rất khó đấy. Quá nhiều những các cái bước, quá nhiều những cái thao tác trong cái đội hình. Đấy, Fallen Witcher đây nhá, tôi nói là Fallen Witcher này lên 2 sao nhưng mà không nhét được vào đâu. Làm gì có slot nhét vào đâu. Chính vì thế đầu game tôi bán ấy, nó ra nó tôi có mua đâu. Mua thì làm gì còn tiền. Không có tiền để xây dựng đội hình anh em ạ. Không ôm được, không ôm được nhiều như thế. Xây dựng nó cũng phải có cái cách xây dựng của từng cái cách chơi, cái lối chơi. Đấy, phải khoa học. Đấy, theo từng đội hình một. Thì bây giờ có tiền rồi bắt đầu mới ôm. Lên được 11 rồi. Đấy, gọi là max level rồi. Thì chúng ta bây giờ mới bắt đầu là mua tabu, mua Fallen, mua ảo ảnh về. Đó, còn vừa nãy thì không thể nha anh em nhé. Còn nói về cái sức mạnh đội hình thì tôi vẫn đánh giá là cái bộ này nó không mạnh. Đấy, bởi vì nó quá khó để xây dựng, anh em hiểu không? Nhiều khi là cái giai đoạn đầu mà mình roll mà nó toang một cái là đi luôn ấy. Như tôi roll ấy là nó toang nhưng mà nó vẫn có một cái chút gì đấy, nó có cơ hội là cái round sau đấy là nó ra được bài mà không phải roll. Mà trước đấy roll là bị toang đấy. Đấy, nó đem một cái là toang là đi luôn. Bộ này là cái bộ xuống hố. Nhiều khi là nó sẽ xuống hố nha anh em nhá. Đấy. Đấy mà tôi cũng nhắc thế để cho mấy cái thằng anti nó đỡ vào nó khạnh khỏe. Không nó lại cứ bảo tôi là tôi ra cái đội hình lùa gà, tôi ra cái đội hình gọi là gì? Lừa đảo. Ôi. Chết rồi. Xong rồi, thừa slot rồi. Không đủ. Còn 7 tiền đúng không? Roll tiếp nhỉ? Roll đưa được con Grim lên 2 sao không? Roll đi. Cái nữa. Một cái nữa. Một cái nữa. Ôi, đây rồi. Từ từ đã. Ôi giời, chết rồi, bắn nhầm rồi. Đeo đi. 11 slot thôi mà. Trời ạ. Bắn nhầm mất. Lẽ ra là vẫn có slot để giữ lại con ảo ảnh anh em ạ. Khổ đấy, cứ mỗi lần mà phải vướng vào cái câu chuyện nói chuyện đến mấy cái thằng anti Vũ Tiên Sư toàn bị như thế thôi. Cáu thật đấy. Cày thật. Rồi anh em. Đấy, tôi lại bình tĩnh lại trở lại rồi anh em ạ. Lại bình tĩnh trở lại rồi. Thôi. Đấy, tốt nhất là không nên nhắc đến mấy cái thằng hater với thằng anti anh em ạ. Không nên nhắc đến mấy cái thằng đấy nữa. Khổ lắm cơ. Cứ nhắc đến là lại là cảm xúc nó lại ùa về. Nó lại những cái gọi là những cái cảm xúc mà nó bị kìm lén ở trong lòng lâu lắm nó bộc phát ra. Cáu anh em ạ. Thôi được rồi. Tôi lại hết cáu rồi anh em nhé. Đấy, lại bình tĩnh, lại giữ bình tĩnh. Lại coi như là Tuấn ôn hòa đấy. Tuấn tình cảm, Tuấn nhẹ nhàng. Dạo hàn thật sự. Rồi. Vẫn sẽ lên được 12 thôi anh em ạ. Bài này vẫn sẽ lên được 12 thôi. Nha anh em nhé. Tôi chỉ cần một trận thắng nữa thôi là tôi sẽ lên được cái level 12. Đấy, chỉ còn 3 thằng loại Assassin là Beat. 2 thằng Beat. Ok. Ủa, thằng này thì khả năng là không ăn được. Thằng này thì phải có con Dragon Clay 2 sao thì mới ăn được anh em ạ. Dồn đồ cho Dragon Clay thì mới ăn được. Còn Live Blade Line bây giờ thì cũng 2 sao thì không có cửa. Trừ khi là Live Blade Line 3 sao cơ. Nhưng mà không, tôi không chơi Clay. Trận này là chơi Witcher. Chính vì thế là chúng ta sẽ không nuôi con Live Blade Line 3 sao. Đấy, chúng ta chơi hệ đẩy cấp mà. Ủa đây rồi anh em ơi, Dragon Clay một phát cặp luôn. Hay quá, thôi dồn đồ cho Dragon Clay thôi anh em. Đấy, như tôi đã nói từ đầu là khi mà cái con Dragon Clay này nó ra thì là tôi sẽ lấy đồ tôi dồn cho nó thôi. Đây nó mới là cái con co chính. Tôi mong chờ, tôi đợi rất lâu rồi. Đến tận round 29 nó ra một cặp luôn. Đấy, nhưng mà tôi quá lâu. Bây giờ mới ra cặp Dragon Clay. Nhưng mà không sao, muộn hơn không anh em ạ. Con này nó sẽ gánh lên late game luôn đấy. Đấy, khi mà chúng ta mà có một cái con co khác để thay, con co 5 đô để thay, thì cái con co 4 đô là sẽ là một cái con co mà nó coi như là đánh đến cuối game luôn. Đấy thì cũng là ok rồi nha anh em nhá, ổn áp rồi. Tí nữa thì lên được 12 thì cứ 6 Glacier vào thôi. Ok, đấy, gặp thằng này thì bắt đầu ok rồi. Ăn được rồi, thằng này nó chưa kéo vào đây.
định kẹp Spirit vào để counter ấy à, counter Assassin à. Mà con tôi mà, con tôi mà bạn ơi. Kẹp Spirit để counter Assassin. Nhưng mà vẫn có tôi đánh sao mà. Rồi. Đây. Lên 12 này. Đấy là có slot là mua được con ảo ảnh rồi. Đấy thôi, bây giờ lên được 12 thì chúng ta cũng giải tán human đi thôi. Ok anh em nhá. Chỗ này cũng chỉ mua thêm ảo ảnh thôi chứ Dark Spirit cũng không có slot cho vào đâu anh em. Đấy. 4 Glacier vào. Thiếu một con Glacier. Thiếu một con. Thôi tạm thời là như này đi. Rồi. Bỏ chắc bỏ lại Blade Line ngon hơn nhỉ. Cái con Hell Glide thì nó combo với cả con quật mực cũng được. Thêm khống chế anh em ạ. Đấy. Đây như này nữa thì làm sao, đúng không? Đấy, thừa một Glacier, tức là chúng ta 4 Witcher luôn, đánh kiểu Demon luôn. Rồng này là rồng full là xuyên giáp chứ không phải đam vật lý nữa. Ok, búa xét thôi. Đấy mà cái búa xét này này nó gây ra là sát thương phép đúng không? Nhưng mà khi mà anh em kết hợp với cả cái bộ Witcher ấy thì cái sát thương của cái búa xét này nó cũng chuyển thành sát thương thuần anh em nhá. Sát thương chuẩn gây vào máu luôn đấy. Hay lắm. Đấy mà kết hợp như này. Đây nhá, thực ra là nếu mà tôi chơi như này là tôi vứt bớt Glide đi, sau đó tôi cho thêm cái con mấy con Glacier vào là đủ 6 Glacier là tôi chuẩn cái yêu cầu của anh em rồi đấy. Đấy. Rồi. Rồi chúng ta đợi một chút thôi. Chút nữa ra Lancer, thiếu một con thôi. Ra Lancer là đủ bộ. Đấy, ra Lancer thì Lancer 2 sao mới chuyển đồ. Còn Lancer 1 sao thì vẫn cứ để đồ cho rồng, rồng sẽ gánh. Rồng này nó full nó clear được khá nhanh. Ui, rồng lại bay đúng vào vị trí con gấu bị trói ạ. Stun nó ui lại bị trói này. Ảo thế, thế thì thua rồi. Ảo thật sự luôn đấy. Ôi rồng vẫn được kháng. Ui lại bị tun, nếu hiểu kiểu gì luôn. Con rồng này từ lấy giờ đấm được mấy phát anh em ạ. Ảo thật sự, Blink là hơi sai rồi đấy. Rồi kiếm Glacier anh em nhá, 6 Glacier đủ bộ đã. Trứng à. Ui, Kalong, lấy không? Thực ra Kalong hết chỗ rồi, hết slot rồi. Slot thứ 12 thì tôi định kẹp Warlock rồi cơ. Đây, Shutdown Evil đây rồi. Con này kẹp ở slot 12. Cho thêm Warlock vào anh em ạ. Tôi nghĩ đánh Warlock này. Ừ đây rồi, đủ bộ nhá. Rồi bây giờ sẽ bán đi, bán bớt Clay đi thôi. 6 Glacier. Đây cho Kalong vào luôn này. Agali bán thôi. Rồi xong rồi, đủ bộ anh em ạ. Bây giờ thì cái thằng gấu này có cửa ăn tôi không? Dragon Clay bây giờ là 6 Glacier bắc binh kẹp cả Warlock ở đây. À không phải Warlock, ư vẫn ăn được này. Không phải Warlock mà là kẹp Witcher. Nhưng mà vẫn thua. Ảo thật sự. Nhưng mà không ăn được cái bạn hồ kia. Anh em thấy không? Đấy, cái lineup Assassin roll được 7 đấy. Mạnh chưa? Đấy, bây giờ mới chỉ là lên 8 thôi mà đã mạnh như này rồi. Rất mạnh. Kiếm một chúa quỷ anh em ạ. Vẫn chưa ra chúa quỷ này. Rồi hết tiền không ra chú quỷ anh em ơi, đèn thế nhở. Cái bộ này buộc phải có chú quỷ không nó yếu lắm. Kể cả là như này ấy. Tí nữa chú quỷ ra thì cái slot nó sẽ thay cho con Dragon Clay. À không, chưa. Sẽ phải thay cho con Shutdown Evil đã. Thay Shutdown Evil trước. Đấy, khi nào mà chú quỷ lên được 2 sao thì mới coi như là dồn đồ cho chú quỷ. Hoặc là Lancer lên được 2 sao mới dồn đồ cho Lancer thôi. Còn chưa, con rồng này nó gánh đấy. Con này nó vẫn là con gánh kèo anh em ạ. Còn nếu mà anh em bảo tôi là thay con rồng này dồn đồ cho Fallen thì như nào thì tôi cũng xin trả lời anh em luôn là Fallen không có cửa so với cả rồng nha anh em nhá. Rồng nó clear kinh khủng lắm. Đấy, còn Fallen thì nó đánh nó chỉ là đơn mục tiêu thôi. Con này thì nó đánh lan. Rồi cái thằng Pikachu đã ra đi rồi. Vẫn chưa lấy chúa quỷ đâu, cay nhỉ. Con rồng nó đánh lan anh em ạ. Hai con Fallen và con rồng nó y hệt nhau. Đầu game thì nó luôn là một cái con đánh gần. Đấy, và sau khi mà nó hóa thì nó mới có thể đánh xa được. Hai con nó y hệt nhau luôn.
Đấy, mà đánh gần thì nó cũng có những cái yếu điểm của nó. Nếu mà trước khi hóa thì nó sẽ đánh rất chậm và đam nó bé. À, nếu mà vớ vẩn lại bị một counter gọi là khống chế là coi như là đứng im luôn đấy. Xác định là tỉnh dậy là chết. Hai con nó đều khá là yếu trong cái giai đoạn đấy. Ui đấy, em thấy con rồng bay màu nhanh thế nhờ. Không hiểu kiểu gì đứng ở cái kia mà bị hai con gấu với con cáo đấm chết ạ. Ui đẩy căng đấy. Chết rồi, căng thẳng rồi. À đây rồi, ui dồi, ra rồi này. Rồi bây giờ thay con gì ra nào. Chưa, rồng thì không rồi. Bây giờ thì cũng chỉ là thay con ấy thôi anh em ạ, sát đao thôi. Như tôi đã nói là cái con rồng này bây giờ nó đang rất là gánh clear được đội hình của địch. Chúng ta phải giữ lại cho đến khi mà chúng ta lên được 5 đô 2 sao. Thì lúc đấy thì chúng ta mới chuyển anh em nhá. Phải hết sức là từ tốn thôi. Ở đây là ghép được cái chấm lan cho con 7 vừa nãy rồi. Đây, dồn đồ cho 7 đó. Đó, hy vọng là sẽ có những cái món đồ ngon nghẻ trong cái round này. Cho rồng. Cho rồng đã, ưu tiên cho rồng đã, 7 thôi. Từ từ đã. Thực ra cái bộ này đánh gần không tín đâu. Đánh gần nhiều khi nó cứ phải chạy long quăng. Đấy, cướp điên rồi. Ok. Không ghép 3 tia nhá, ghép cướp điên anh em nhá. Chỉ cần 2 tia là đủ rồi. Chúng ta sẽ lấy cái cướp điên thôi. Đó. Cướp điên này chả may mà 7 lên được 2 sao ấy. Chúa quỷ lên được 2 sao thì vứt cho chúa quỷ. Còn cái 2 tia thì vứt cho con Lancer thôi là xong. Đấy, nếu mà chả may mà không có lên được Lancer 2 sao thì có thể dồn đồ cho 7. Như thế cái đồ là đỡ phí anh em ạ. Đấy, rồng góc này, ui ngon quá, rồng này kẹp cọc của kìa. Anh em biết chơi đấy. Kẹp cọc của counter đánh gần anh em ạ. Càng đấy, căng thẳng thế nào. Đối thủ kẹp cọc rồi. Ừ đề, Lancer 2 rồi đấy. Nhưng mà hết tiền. Từ lại bán được hai con. Bán nhưng mà tôi không muốn bán. Tôi muốn lên cái con đấy 2 sao cơ. Tí nữa thay con rơi ra. Từ từ đã, không bán vội. Chắc rau này lóc lại thôi. Từ từ đã, không muốn bán anh em ạ. Ừ, thôi thì chắc là thắng đấy, thắng rau này bán đi. Ừ, không được, thôi. Lóc lại luôn. Tưởng là thắng thì còn bán. Càng đấy. Bộ càng. Ui, kẹp 4 cọc rồi hả? Kẹp 4 cọc rồi anh em ơi. Bây giờ mới để ý. Kẹp 4 cọc của counter đánh gần đấy. Quả trứng này tôi cũng chưa muốn đập cho Lancer. Muốn là nếu mà ra con Lancer thì tí trứng đập cho 7. Từ từ đã, máu còn nhiều anh em ạ. Cứ bình tĩnh đã. 30 máu chắc phải 2 round nữa mới đi. Chúng ta bình tĩnh ở cái giai đoạn này thôi. Cái cọc này nó counter con rồng luôn đấy anh em ạ. Rồng là đánh gần mà đánh vào cọc là không tăng được mana. Rồng đánh gần đấy anh em này. Đấy, cứ đứng vào đánh cọc thôi. Đứng vào đánh cọc đến chết này. Mẹ, bị khống chế đến chết luôn. Ơ, rau này vớ vẩn ăn được. Ốc chết là ăn được. Cứ con ốc của chết là ăn được, hay quá. Đấy, nó gọi là counter và cái con rồng rồi đấy. Rồi. Từ từ nha, bây giờ chưa thay. Bây giờ chưa thay cho rơi bởi vì rồng đang có hiệu ứng của Clive, có thêm giáp anh em ạ. Từ từ đã, bao giờ mà con chúa quỷ hoặc con Lancer lên được 2 sao thì tôi mới thay cơ. Tôi dồn đồ cho con khác thì tôi mới thay cái con Deflector vào. Ui, anh em sợ tôi cướp bài. Ui, cái gì đây? Rồi ấn nhanh nhở, sợ cướp bài thế là ấn tự động xếp bài luôn à? Ấn dịch quấy thôi chịu, không cướp được. Đấy, nhưng mà con rồng cái cảm giác hơi phế nhỉ. Đánh đứng im từ nãy giờ luôn. Không hiểu sao đứng im ạ. Ôi trời, round này lại bị đẩy bao nhiêu máu ấy kìa. À tôi hiểu tại sao đứng im rồi. Không phải cái cấm đánh. Cái này là cái hiệu ứng của cái cọc của phía dưới anh em ạ. Cái cọc chống vật lý nó làm cho tôi là bị khống chế. Bị đứng im trong vòng 3 giây. Khổ. Đấy, đánh gần nó bị thế. Thôi được rồi. Cáu thật sự luôn. Dồn đồ cho Lancer đánh xa thôi anh em.
đánh gần là bản thân là cái con rồng nó nhảy vào nó đỡ ôm cọc, xong rồi trước khi hóa nó thành đánh gần ấy, nó đánh cọc mãi mới hóa được, thì đến lúc hóa thì lại bị cấm đánh, tôi chịu luôn, không chơi được rồng nữa anh em ơi. Thôi lao sau kiểu gì thì cũng có trứng ở đây thì cũng đập cho Lancer thôi đấy, nhưng mà tôi đợi một round để ví dụ round sau nó ra được cái con chúa quỷ thì tôi sẽ đập trứng cho vẫn Lancer trừ khi là ra hai con ở round sau. Rồi, cấm đánh hai. Ok. Không ra rồi anh em ơi. Ui đời ơi, ra chú quỷ nhưng mà không. Vẫn đập trứng cho Lancer. Không không không. Chú quỷ ôm cọc anh em ơi, không được không được không được. Ôm cọc đến chết đấy. Rồi ghép được cái chiến thắng này. Căng thẳng quá anh em ơi. Nói chung là không không chơi đánh gần anh em nhá, co phải đánh xa bắt buộc đấy. Co đánh xa vào đây thì đánh xa duy nhất co là chính là con Lancer này thôi. Ui anh em ấn nhanh thế. Thôi được rồi, tôi để ở đây thôi. Tôi để ở đây. Ok, chúng ta đến round quyết định. Berlin ra phía sau. Hay, ôm cọc. Nhưng cái cọc giải quyết rất nhanh nữa. Glacier này, hay quá. Lancer vẫn tiếp tục đánh cọc. Rồi, 1v3. Ui dồi ôi, hồi máu kìa. Không có cửa anh em ơi. Đây đó là Lancer kết hợp với cả 4 Witcher rồi. Chúa quỷ bắp đam lên, đám to lắm. Ngoài cái việc là đánh nhanh ra, đám còn rất to, lại còn đánh xuyên giáp, cỡ nào thì cũng không thể ăn được. Đấy, khỏe, khỏe thì có khỏe đấy, nhưng mà khó chơi vãi cả đái. Thế nhá, đấy. Vậy là tôi đã thực hiện theo đúng yêu cầu của anh em Tuấn Nguyễn. Thậm chí là nó còn ở cái một cái phiên bản nó gọi là tối thượng hơn. Nhưng anh em nhá, ở level 12 mắc binh luôn đấy, không còn thể mạnh hơn được đâu. Không còn có thể mạnh hơn được nhá anh em nhá. Đây nó lại mắc binh rồi. Cái con Shutdown Evil ấy thì nó tung ra là tới 21 tia trưởng. Đấy, Shutdown Evil 21 tia trưởng. Chúa quỷ ở đây thì được cộng là 50 đam nhân với cả 12 con. Đấy, mắc binh luôn. Hy vọng là cái clip này sẽ khiến cho anh em Tuấn Nguyễn vui. Đấy, rồi. Thì anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký thì đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Còn nếu thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái clip ngày hôm qua. Đúng là một clip siêu phẩm luôn anh em ạ. Với cái sức mạnh đội hình của tôi rất yếu và đồ rất yếu mà tôi có thể đánh một cái đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Nếu hôm qua anh em chưa xem thì anh em xem đi nhá, hay lắm, tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem 4 Witcher nhưng mà kết hợp với cả 6 Warlock và cũng trở ở level 12. Nó khỏe như thế nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.